Hôm nay chúng ta học chương 1 là Phật giáo thời Như Nhập. Như vậy là kể từ khi đạo Phật Như Nhập mà cho đến trước thế kỷ thứ 10, tức là đầu cuối thế kỷ thứ 9 ha. Rồi là qua cột mốc 938 là chiến thắng Bạch Đằng, thì Phật nước nhà mới độc lập, thì Phật giáo qua một thời kỳ mới, thời kỳ độc lập tự chủ. Và như vậy là Phật giáo nó bắt đầu nó phát triển hình thành một nền Phật giáo Việt Nam độc lập tự chủ, không chỉ là về biên cương lãnh thổ mà độc lập tự chủ trên nhiều lĩnh vực văn hóa, kinh tế, chính trị, tư tưởng và kể cả tín ngưỡng tâm linh, thì Phật giáo cũng độc lập hoàn toàn. Thế thì hôm nay chúng ta làm việc buổi đầu tiên là trong cái chương Phật giáo thời kỳ Nhu Nhập, thì cái yếu tố đầu tiên là đạo Phật truyền vào nước ta. Câu hỏi này có quen thuộc không? Là các tu sĩ không? Xuất gia ở đây ít nhất là có người tiếp cận đạo Phật kể từ khi được sinh ra lớn lên trên cái cõi đời này không? Và bảo đảm trong mỗi thầy mỗi cô ngồi ở đây thì là theo pháp suy luận thì ít ra thì tổ tiên ông bà gia đình mình cũng đã theo đạo Phật. Và cũng có ít người mà từ cha mẹ thiên chúa giáo mà từ dân Phật mình vô đây đi tu thì cũng có chứ vậy không. Ngày xưa như là Phạm Công Thiền là học nhà lớn là từ thiên chúa giáo qua, và nhiều vị lắm, nhiều vị có những lối rẽ riêng, có những vị mục sư cũng chuyển qua đi tu từ 75 rất nhiều, mà trở thành là giảng viên đại học vận hành của Hòa Thượng Minh Châu nữa, đi tới làm đệ tử Hòa Thượng Minh Châu rất nhiều. Thế, nhưng mà trong lớp chúng ta ít ra cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta và các thầy đều là xuất thân từ trong một cái gia đình là có truyền thống theo Phật, Phật giáo. Và tự hào hơn nữa, chính quý vị là những người phát Bồ Đề Tâm, đó, phát túc siêu phương, đó, tấm hình di tục, đó, đồ thiều lắm thánh chồng, oát chị trời. Đó. Thế thì có lúc nào mà tự hỏi lòng mình, thế thì quý vị có trả lời câu đạo Phật Nhu Nhập vào nước ta từ lúc nào không, có biết được không? Có biết được môn một như vậy không? Vì sao mà đạo Phật vào đấy? Đây là một câu hỏi. Cho đến giờ phút này rồi này, đạo Phật truyền vào nước ta đã còn bề dài lịch sử, mở miệng là luôn luôn đồng hành cùng người dân tộc trong việc phát triển đạo Phật và xây dựng đất nước. Thế thì đồng hành từ lúc nào và nó hội nhập vào nước ta từ lúc nào để trở thành đạo Phật là đội và dân tộc Việt Nam là như nước với sữa, đó, hoa lẫn như nước với sữa. Việt Nam mình, Phật giáo mình tình sâu nghĩa nặng, mối duyên thầm nồng, nhà thơ Vũ Trụ là nói như thế. Vì sao mà vào thời Lý người ta nói mọi người mọi nước mọi non khi vào cửa Phật con chung một nhà? Là vì sao rồi có ra những câu nói thành hệ tư tưởng chủ đạo người Việt Nam, đất vua chùa làng phóng cảnh bực, đất thì của vua rồi, chùa thì của làng, mà làng ai ở xứ ở, mà mọi đơn vị hành chánh nước ta là làng xã, mà mỗi làng là trong cái chủ trương của nhà nước
phong kiến và triều đại khi đất nước mới độc lập là chủ trương là chi? Mỗi làng mỗi xã bắt buộc là đơn vị hành chính thấp nhất là phải có vua chúa. Nhiều chùa hóa thân cảnh Phật, cho nên mới ra câu nói xây chùa dựng tường đúc chùa. Trong ba việc ấy thập phương nên làm. Thế thì cái đạo Phật này là vì sao nó khi vào Việt Nam được dân tộc Việt Nam đang hưởng ứng, bằng vào phía Nam bằng vào làm cái gì đó, đó cái câu hỏi là mình là tu sĩ nữa nha, đi ngồi học đây, nhưng mà cầu viện có người làm trí sư, có người làm trụ trì đó, ngồi đây đừng ngày nào mấy vị gặp thưa thầy, đừng ngày nào là thiên nhân chỉ đạo sư mà lâu lâu lòng được con thỉnh thầy đi tới tăng đi chứng minh thì lại an vị Phật thường bình thường nha. Dài dài bây giờ con đấu được quả thịnh thầy nhịn chục thi giờ tới lâm lệ cầu án cho con để cho con an tâm, con lo lắm. Ngày mai ông lên xe hóa rồi, giờ thầy tới chứng minh giùm con không vậy? Không có quá rồi thầy tới lâm lệ mà là lạc lạc sống rồi là tạc bạch là Nam Mô Thập Phương là Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay gia đình chúng con có duyên sự xin đầu thành tạc bạch. Rồi tạc bạch xong rồi nội dung làm sao nhân chư tăng đã hoan hỷ về tứ thất gia đình chúng con niêm hương bạch Phật rồi gia tỳ lực để cho gia đình chúng con tới có nạn khỏi. Chúng con không biết nói gì hơn, xin cúng dường trai tăng dâng lên tâm bảo và hiện tiền đại đức chúng tăng ngưỡng mong chư tăng từ bi hoan hỷ nạp thọ. Thưa thầy, con theo đạo Phật rồi mà lâu nay con băn khoăn biết cái đạo Phật vô nước ta từ lúc nào. Câu chuyện này tôi kể ra đây, nó không phải, nó là từng xảy ra vào triều đại nhà Lý đó, khi nước nhà độc lập tự chủ. Vâng, lần đầu tiên trong lịch sử thiền sư Vạn Hạnh đã đưa Lý Công Uẩn lên ngôi, mở ra một vương triều đại nhà Lý đó, vương triều đại nhà Lý. Khi Lý Công Uẩn lên ngôi, điều đặc biệt đầu tiên khác với các triều đại nhà nước khác đó là gì? Không phải như những vua Phật tử, như vậy những vua khác lo lên là xây dựng thành quách, được củng cố địa vị. Lý Công Uẩn là một Phật tử được thiền sư Vạn Hạnh núi nặng trong chùa, đã từng làm thọ xá chí giới, và do vai trò vị trí bây giờ là muộn chi thống nhất đất nước, dẹp loạn há sự quẩn và làm cuộc cách mạng là chi là đưa Lý Công Uẩn lên ngôi chậm nhất triều đại nhà Lê, tức là Lê Đại Hành đã lên ngôi triều. Và Lý Công Uẩn khi lên ngôi là thực thi thông điệp đầu tiên đó là cho xây dựng chùa chiền đó. Mới đến nội sự sách La Lan, Lý Công Uẩn lên ngôi xã tắc chưa xây mà đã lo xây hàng vàng ngôi chùa, muốn biến nước Đại Việt trở thành Phật quốc khai sáng đó. Cho nên là khi lên là xây nhiều chùa làng xã, thực hiện thống điệp đất vua chùa làng phong cảnh bục, đất vua chùa làng phong cảnh bục, xây nhiều quả ngay ở trong phủ thôi, trong cái đài nội giống như vương triều Huế, kính đài nội Huế ngoài về là mấy vị hình chúng ai đi Huế đó thầy, bây giờ là vẫn còn nguyên hiện tàng là cái hoàng cung Huế đó, mà trong cái hoàng cung Huế xây là cái tám ngôi chùa, hoàng cung của gia Lý xây tám ngôi chùa coi như là đông tây nam bắc
đưa tự duy rồi đông nam là hướng đông, hướng tây, hướng nam bắc là bốn chùa, rồi đông nam, tây nam là cái đó. Nó thêm bốn cái nữa thành tám cái, nói chung là trấn nguyên cả cái hoàng thành, là nơi làm việc và ở của triều đại nhà Lý. Còn chi mỗi xã mỗi làng đều xây dựng chùa hết, nhưng mà không phải là bắt buộc, người dân tự nguyện lên hết xây nhiều chùa quá đến nỗi mà về sau khi nhà Lý sụp đổ rồi, nhà Tăng lên, Cụi Tăng lên, Ngô Sĩ Liên việc phế binh Phật giáo, mà vì mở Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra, sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ra, là trong sự quốc sử của Việt Nam đó, lớn nhất ấy. Ghi là người dân tự nguyện lấy tiếng, là đem tiền, đem vàng, đem bạc, có báo với tiền vàng bạc mỗi lần cúng dường xây chùa lò, họ đem tới đúc tường, xây chùa dựng tường mới đúc cho ba việc ấy nè, sẵn sàng. Sự ghi này, nơi nào mà xây chùa dựng tường đúc chuông, trên từ vua quan lại cho đến đại thần hoàng thân thích đức rồi là hoàng tử cấm chùa vân vân vân, có bao nhiêu vàng bạc không mời mà đi, không thỉnh mà đi, không mời mà đến đó, không gọi mà tới, có bao nhiêu vàng bạc châu báu đều đem dân hết cũng cho chùa, còn cả cùng đính cực khổ thì đem hết sức lực ra mà đổ cống ra mà làm, tất cả chỉ mong sao có cái dạy thống hành, lỡ may mà có bị đọa địa ngục thì có cái dạy thống hành đi ra cửa, là như vậy đó. Cho nên á, từ vua chúa cho đến hoàng tộc đều theo đạo Phật hết, kể cả dân chúng đến cực khổ. Cho nên là có hiện tượng là chi, Thái hậu Ỷ Lan, Thái hậu Ỷ Lan thường xuyên tổ chức cúng thỉnh các chư tăng vào triều để thuyết pháp, rồi giảng đạo, rồi tổ chức trai tăng tụng dương. Nên một hôm mà đang tổ chức trai tăng tụng dương, là sau khi sắm xuôi hết cả rồi, dân bao thơ thì đầy đủ cả sắm xuôi rồi, qua ngồi dùng trà, mà mấy vị biết mà họ, vua chúa mà mời đương nhiên phải cáo tăng thạc đức rồi, chứ con tăng đi xin thì chưa chắc vô cửa được đó. Cho nên khi vào xong rồi á, mà bà mày đứng ra tặc bạch, giẫm tay lên xin tặc bạch, kính bạch là chữ tôn thiên đức cao tăng, con có tấm nguyện, bây giờ là chúng con thấy nước nhà đã độc lập, tức là trải qua ngàn năm bị nô lệ, bây giờ nước nhà độc lập đó, đất nước đã phồn vinh, đạo Phật càng ngày càng hứng thịnh, nhờ chánh pháp mà dẫn được thái bình. Con có một suy nghĩ là không biết, xin hỏi chư tôn đức, mà mong các ngài dụ lòng từ bi mà nói cho con biết. Rồi mấy ngày mà hỏi có câu gì thì hỏi đại rồi chứ nói dâm gì. Nhưng mà thứ nhất hỏi ba câu thôi đó. Dịch nước nhà đã hứng thịnh, đạo pháp đã hứng thịnh, nước nhà đã phồn vinh, thì có nghĩ yếu tố để mà thành công như vậy á, nghĩ nhất là nhờ ơn tam bảo, nhờ ơn Phật Pháp, nhờ ơn giáo lý mà nước nhà mà hứng thịnh. Mà thiệt cái triều đại giáo lý là lên ngôi là do Phật giáo, và họ làm cuộc cách mạng từ nhà Lê chuyển sang nhà Lý. Chi đại khái là nội dung tất cả nước nhà hứng thịnh, đất nước độc lập, giá do chỉ có Phật giáo thôi, nhờ thẩm nhuân mọi người nhân, thẩm nhuân giáo lý nhà Phật, thế thì đạo Phật được truyền vào nước ta từ lúc nào?
Đó, vấn đề là chỗ đó đó. Thứ hai là diệu Phật và tổ có khác nhau hay không? Còn nếu khác thì khác như thế nào? Mà nếu giống thì giống như thế nào? Đó. Thì đó, câu hỏi đó được diễn ra vào ngày nào? Vào ngày rằm tháng 2, vào ngày đại, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư Quốc Sử ghi ngày vào ngày rằm tháng 2 năm 1096. Đó. 1069 đặt ra vấn đề như vậy. Như vậy chứ câu hỏi đó đạo Phật là truyền vào nước ta là từ lúc nào? Mà là tức là chúng ta biết không? Từ nước nhà ta bị nhà Tàu nô lệ là từ gần 10 thế kỷ. Thì câu hỏi này á, đó là nước ta là bị xâm lược á, bị Tàu xâm lược á, là gần 1000 năm. Tức là đến năm 938 mà chúng ta mới giành độc lập. Thế thì cái câu hỏi này này nó được nuôi dưỡng gần 10 thế kỷ. Đúng hả nè? Gần 10 thế kỷ mà còn người đầu tiên trong nước nhà đặt ra vấn đề này là bà hoàng hậu, bà thái hậu Ỷ Lan, là thái hậu Ỷ Lan. Chứ không phải, mà cho đến bây giờ câu hỏi này vẫn còn thơ sự và chưa chắc ngồi đây ai biết được. Và không phải ai cũng có thể là có. Tôi làm Nga 1096 là nhân thái hậu Ỷ Lan cúng thỉnh toàn bộ chư tăng, cao tăng là đức vào triều để học pháp. Sau khi học pháp xong rồi tổ chức lễ tái tăng, sau lễ tái tăng rồi là ngồi đàm đạo tiếp. Tức là vừa ông ta ba đỉnh ra vừa lại mà xin câu hỏi trả lời. Mà chúng ta biết á, xưa nay là chúng ta nói đạo Phật, chứ mấy vì học bởi vì đọc sách vở tới đạo Phật truyền vào nước ta trên 2000 năm à, tự là vâng 2000 năm à, để gắn bó và đồng hành cùng người dân tộc ta, ai trả lời ngay nữa thôi. Nhưng truyền vào bằng cách nào, bằng từ phương nào, thì là một vấn đề nghiên cứu. À, thế thì một câu trả lời như thế nào lạc này chúng tôi dạy. Thế thì trách nhiệm một vị tu sĩ của chúng ta, phải không, là người hướng dẫn tín đồ phải có nhiệm vụ ha, phải trả lời câu hỏi này, đúng không? Chứ là mà theo Phật tử theo mình tham hồ trì mình thương mình, mình hoài nó trả lời không thấy biết thì kẹt lắm. À, cho nên lý do đó vì sao chúng ta phải học sự Phật giáo Việt Nam. Thực tế đạo Phật á, như chúng ta biết là truyền vào nước ta từ thế kỷ thứ mấy? Thứ nhất, người nói thứ hai. Đạo Phật truyền vào nước ta đầu thế kỷ, đầu kỷ nguyên Tây lịch. Theo các tài liệu, bắt đầu chúng tôi chứng minh cái câu này. Theo các tài liệu Hầu Hạn Thư là có câu chuyện á, lâu nay mình cứ nghĩ rằng á, Phật giáo truyền vào Trung Hoa, rồi từ Trung Hoa mà truyền vào Việt Nam, đó là gọi là một ý kiến. Nó có ý kiến rằng á, đạo Phật á, ngược lại truyền vào Việt Nam, rồi từ Việt Nam mới truyền qua Trung Hoa. Đó có hai, hiện nay là có hai ý kiến như thế. Nói rằng á, đạo Phật truyền vào Trung Hoa, rồi từ Ấn Độ truyền vào Trung Hoa, rồi đến Việt Nam. Ngược lại có một ý kiến á, là từ Trung Hoa vào Việt Nam, tức là Phật giáo Ấn Độ đi từ Trung Hoa là đến Việt Nam. Nó có ý kiến ngược lại, từ Việt Nam mới đạo Phật từ Ấn Độ đi thẳng vô Việt Nam rồi mà đến Trung Hoa. Rồi quan điểm của chúng tôi dứt khoát là từ Ấn Độ vào Việt Nam đã trước rồi, khi
các nhà sư Ấn Độ từ Việt Nam mà đi qua Trung Trung Hoa. Nhưng mà nói vậy thì phải chứng minh, phải không? Chứ ngoài là ông không gặp lỏng lị vị trí mà ông nói mạnh miệng vậy, đương nhiên là phải có tài liệu chứng minh. Thì các nhà nghiên cứu khoa học, các vị vậy ha, làm khoa học thì phải chứng minh lý luận theo tài liệu hậu hạng thứ. Tôi vừa nói mà vì vừa nghe vừa ghi luôn, chúng đọc luôn ha, chỉ nghe được cái chi là tự ghi luôn. Theo tài liệu của hậu hạng thứ đó, có câu chuyện sợ vương là theo Phật giáo, tức là mặt khác sách Lý Học Luân á của Mẫu Tự. Mẫu Tự thì viết tác phẩm này nó ra đời, Lý Học Luân là của ngài Mẫu Tự ra đời vào Hà Bản thế kỷ thứ hai. Sách Lý Học Luân của Mẫu Tự viết tại Việt Nam, tức là tại Giáo Châu đó, và Hà Bản thế kỷ thứ hai. Kinh Tự Thập Nhị Chương và một số kinh khác đã được phiên dịch tại Trung Tâm Ly Long, là tại Trung Tâm Ly Long. Thế thì cái Trung Tâm Ly Long này nó ra đời tại sự Giáo Châu. Thì nước ta ngày xưa ở đây đó, chúng ta thì còn ngang đây thế này đó, vùng Bắc Bộ đây. Bắc Bộ á, là khoảng này á, gọi là sự Giáo Châu. Thì tại sao Trung Tâm Lý Lâu á lại là Trung Tâm Phật Giáo, nó ra đời và là nơi hồi là được ra đời? Vì sao ra đời? Vì nơi Trung Tâm Lý Lâu là chỗ nhân chứng cho các phái đoàn truyền giáo Ấn Độ và các nhà sứ các nước trên thế giới và Việt Nam. Đó. Đây, Trung Tâm Lý Lâu thành lập rất sớm, Trung Tâm Phật Giáo Lý Lâu. Thì các tài liệu đều nói rằng á, Trung Tâm Phật Giáo Lý Lâu này nó ra đời sớm hơn cả Trung Tâm Phật Giáo Bành Thành và Lạc Viên của Trung Hoa. Đây là một chứng cứ rất là rõ. Mà vì sao hình thành cái Trung Tâm Lý Lâu này? Bởi vì chúng ta biết á, là nguồn gốc của Trung Tâm Phật Giáo Lý Lâu là sự ký đi, là sự viện thăm đó, viện thăm của các nhà sư tăng sĩ Ấn Độ đến Việt Nam theo đường biển đó, theo các thuyền buồm thương gia Ấn Độ đó, đến sự Giáo Châu. Thì lịch sử ghi nhận á, vì Giáo Châu là chi, là nước Việt Nam này là năm ngã ba hả, là năm với vị trí địa lý hệ sức quan trọng là nơi giao lưu tiếp xúc nhiều nguồn văn hóa và thương mại lớn trên cả trên thế giới bây giờ vùng Đông Á. Giáo Châu có một cái thương cảng rất là lớn, dù không đến làm ăn buôn bán ở Việt Nam, ở xứ Giáo Châu này, thì các thuyền bè mà khi thời tiết thay đổi thì họ phải vào Giáo Châu này để mà trú ẩn. Trở lại vấn đề này, nếu Việt Nam là nơi tiếp xúc nên thương mại lớn thời bấy giờ, thương mại lớn nhiều do có cái cảng rất là lớn, mà các người ngày xưa đi cuộc hành trình từ Ấn Độ mà buôn bán tớ lùa hay là các hàng hóa đều phải vào Giáo Châu, ít nhất phải mất một năm, họ phải lợi dụng sức gió căng buôn đi. Ấn Độ là một nước có nền kinh tế thương mại với các nước lớn nhất bây giờ.
và nó trực tiếp với ai? Với các nước Trung Trung Đông đó, giáp với các nước Địa Trung Trung Hải Ấn Độ là muốn bạn làm ăn như vậy. Và chúng ta thấy này, đế quốc La Mã nó tiêu thụ hàng hóa châu ngọc, tơ lụa vân vân, mà để có đủ hàng cung cấp cho thị trường lớn này thì các thương gia Ấn Độ đã dóng thuyền đến vùng Viễn Đông đó. Ấn Độ á, họ phải dẫn thuyền đi đến vùng Viễn Đông để tìm kiếm nguồn hàng và cung cấp ngược lại cho đế quốc La Mã. Nói cách khác, các thương nhân Ấn Độ họ phải đi đến vùng Viễn Đông và vào Việt Nam để lấy nguồn tơ lụa châu ngọc để mà buôn bán với vùng Địa Trung Hải. Đó, vùng Địa Trung Hải nghe kịp không? Nhanh lắm không? Là tôi đang dành nhắc từ từ, sự là nó đi diêu dòng lắm để mà chỉ. Nhưng mà không sao, bởi vì sẽ nắm được cái cột lõi con tin. Thì một cuộc hành trình dài như vậy, các thương gia Ấn Độ mà từ Ấn Độ mà đi đến vùng giáo châu để mà lấy nguồn hàng thì một cuộc hành trình dài. Và như vậy các nhà thương gia Ấn Độ phải làm gì? Khi đi thì họ phải thỉnh các nhà sư đi theo. Đó là lý do đầu tiên. Đi theo để làm chi? Để các nhà sư nhựa biển trời mến mong bạc ngát, mà nhựa thuyền và biển chưa biết ngày nào gặp nhau. Biển bạc đâu thương nhựa, mà sống vợ thì số bờ, sống đây chết đó không biết. Mà cho nên á, cái duy nhất và họ cầu khẩn đó là thỉnh các nhà sư đi theo để chỉ cầu an, mà lỡ cuộc chết thì sư cầu xíu luôn. Cho nên là sư quá quan trọng. Thì buổi đầu tiên đạo Phật được truyền đến vào Việt Nam qua các nhà sư đi theo. Tôi nhắc lại, tôi đang nói chậm đấy nha, lo mấy kia. Đi theo các nhà sư, đi theo các thương nhân Ấn Độ vào Việt Nam. Đó. Thì đi miền và đi từ Ấn Độ mà qua Việt Nam, nhưng khi đi cả năm hai năm là cứ dắn buông lời dùng sức giỏ mà đi thôi. Chứ thời nữa đã có động cơ đồng chí đâu đâu. Rồi khi về vào Việt Nam, về qua Việt Nam ở sự giáo châu, ở tại miền Bắc mình ở. Ờ xong rồi buôn bạn làm ăn rồi, lúc nào về phải đời sáng nắm cỏ gió mùa, khi nào mới dắn buôn trở về lại Ấn Độ. Cuộc đâu phải là phải lời dùng sức giỏ đó. Thì các nhà sứ vào Việt Nam đó, đi cầu nguyện làm vai trò. Thế thì các nhà sứ về chức năng chi, vai trò chi? Vai trò là chi? Là người thầy che chở tinh thần, đã che chở tinh thần, họ và giải quyết cái phần tâm linh đó cho họ. Và Phật giáo là Phật giáo chức năng, đóng vai trò chức năng. Đó. Cho nên buổi đầu tiên đạo Phật vào Việt Nam 10 thế kỷ đầu chỉ là Phật giáo chức năng. Đó. Nó khác với Phật giáo thế sự bắt đầu từ thời nhà Lý. Đó. Tức là Phật giáo chức năng nó tập trung vấn đề cầu cầu nguyện. Thì khi vào và thì cả thương gia Ấn Độ giống thuyền sáng Biển Đông. Những thương gia Ấn Độ này đi theo gió mùa Tây Nam và đi về Biển Đông. Những đại gia hay là những thương gia Ấn Độ mà đến các nước Đông Nam Á, tới Mã Lai, rồi Phù Nam. Phù Nam là Campuchia bây giờ mình đang hiện nay này. Và sự giá trị nước ta, là giá trị nước ta. Và họ phải ở lại đây ít nhất tối thiểu một năm sau mới có gió mùa mà trở về lại Ấn Độ, hiểu không? Chứ không phải quá mà chứ bảy về là liền đi tuần được không? Phải ở lại ít nhất trên năm đời nghiến cũ cỏ giờ mua.
khi nào dắn buông về lại Ấn Ấn Độ thì giữa biển mênh mông bạc ngạc như vậy, sự lo lắng là điều tất nhiên. Thì bắt đầu quá thì phải chi, phải liên kết với một số thương nhà của ai, của Việt Nam mà. Tí nữa làm ăn buôn bán mà phải có người co, có người dạy đi mua đồ lúng tung là chứ. Tức mày bị kinh như thế này sao thời xưa giờ. Và thì họ thì phải kiếm chỗ, kiếm chỗ trú ngụ và thuế, thuê nhà mở quán. Vì ở lâu mà ở cần nắm lắm. Thì vậy làm kết bàn với người người Việt mà cũng phải là từ Ấn Độ thì khi đi phải lo alo qua giáo cháu đặt dùm phòng thuê phòng tôi có thể bỡ ngỡ sao. Thế thì khi qua rồi có chỗ trụ ngủ rồi thì là buôn bán làm ăn được. Nà, thì cái đạo Phật Ấn Độ lúc bấy giờ khi đi là trên thuyền đến tàu đọc sự chúng ta thấy là đem theo hình tượng Quán Âm này đó. Và thì chỉ một là chứ các nhà truyền giáo tứ tưởng đại thừa Ấn Độ đã xuất hiện rồi và họ tín ngưỡng Quán Âm đó, họ đi thờ từ. Thì lúc đầu á thì buôn bán làm ăn được thì các thương nhà bắt đầu ví dụ một chuyến hàng nếu họ qua Việt Nam họ mua hàng được, họ bán hàng được, họ thể lời họ tổ chức cái lễ tái tăng đó, mời các nhà sĩ đến hoặc là trên đường đi cũng có sinh con nở cái rồi cũng làm lễ quy nhờ các nhà sĩ thuyết pháp. Thì mến thương nhà vì mối quan hệ mời các thương nhà của Việt Nam đến đó, rồi mời cái chính quyền những cái ông thôn trưởng thôn xã chứ là tệ dư nữa anh chứ bây giờ mày bị đọc thầy nghiêm ra anh khác chứ nghe nói hết đó, mời đến thì là chi cùng ăn có người thì theo thấy các nhà sứ là rờ đau bán phước rồi thấy người Việt mình á thấy nghe ta lại mình cùng lại theo rồi. Thế thì những buổi thuyết pháp giảng về sự cống đức bộ thị cũng như cái tam thì phải bán đầu tư thì bắt đầu rồi các nhà người Việt mình tò mò đi theo hỏi nè. Thế thì người Việt này ghi câu nên quan tâm người Việt. Tôi nói rồi cần ghi những câu nghe là hiểu. Đi học và nghe tôi dạy là tự nhiên dạy về phương pháp mới kết chuyện nữa mày bị hiểu ha. Cần ghi những câu người Việt tiếp xúc đạo Phật từ buổi đầu tiên qua hình thức tiếp nhận sự bán phước móng cầu sự nướng tựa thần thánh tức là Phật đó. Mà cụ thể đó là sự nướng tựa của ngài đối với ngài Quán Âm Đức Phật Diên Đăng và ý nghĩa việc bộ thị cúng dường. Như vậy buổi đầu họ tiếp xúc giáo lý nhà Phật hệ sức đơn giản, một là họ thể chứng kiến ở gì lễ quý lễ cầu an lễ bán bằng phước. Thứ hai trong cái lễ mà tái tăng cúng dường đó, về tái tăng cúng dường thì họ được nói được cái ý nghĩa sự bổ thí cúng dường. Vì sao bổ thí cúng dường? Chắc chắn các gia sư phải bán đầu tư đó, chúng tôi tạng thàng cống đức của quý vị đã nhất tâm bổ thí cúng dường, đấy là việc làm hiểu hành hiểu đạo đi đó. Hoặc đang đi giữa chân thì có họ qua đây họ đem theo tín ngưỡng nhà Phật thì trong nhà ngay đúng định ngay dỗ ngay kỳ đó, thì họ phải làm lễ kỵ cúng dường ha kỵ cha thêm sư ông già. Như vậy hình thức tiếp xúc đạo Phật hệ sức đơn giản thông qua các nghi lễ bổ thí lễ tái tăng lễ cúng dường
rồi lễ quy y chẳng hạn. À, lễ quy y, lễ quy y. À, còn người Việt cùng móng chờ sự trá trẻ của thẳng thân, và buổi đầu thì họ nhìn nhận các vị Phật như vị thẳng thân. Lý do vì sao? Tín ngưỡng người Việt Nam là tín ngưỡng đá đá thần đá. Thì lúc đầu họ chưa hiểu chứ về ông Phật là ai hết đó. Lần lần tôi sẽ giải thích tín ngưỡng là đá thần. Cho nên mấy vị đã bắt cái dấu vết đá thần là con nhiều lắm, mà bắt thơ đủ hết. Quan niệm của người Việt Nam nó rộng rãi. Một vị ảnh là một vị tướng giỏi mà có công người làm thì trở thành vị thần. Một người khai hoang lập địa trở thành thần hoa. Mà một người mà giải phóng dân làng hoặc cực khổ cũng trở thành vị thần thơ. Rồi cái diện lâu năm thành thân diện. Rồi cái cây lâu năm thành thân cây. Tín ngưỡng đá à, đá thần à, tín ngưỡng ở Việt Nam là đá thần. Cho nên á, họ nhìn nhận bụi đau á, là chém Phật như vị thần này thôi. Mà còn á, cái đạo lý người Việt ấy chứ, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, đúng không? Ở hiền thì đạo Phật mình á, trong bụi đau Phật giáo chức năng á, thì các nhà sứ cũng khuyên dạo các vị là chứ không làm các điều ác. Như tâm mỹ trong thanh tu các việc làm, như tâm mỹ trong sạch. Thế thì giáo lý được giảng dạy trong các buổi bán đạo tư thì chỉ có chứ khơi dậy ý nghĩa thiền lành. Đó, thiền lành. Thiền lành là không làm các điều ác. Bây giờ thanh tu các việc làm, như tâm trong sạch thôi. Đó lời Phật dạy. Thế thì giảng dạy giáo lý bình giáo lý hết sức đơn giản. Phật là ai? Cho nên nó chỉ quá thế kỷ thứ hai. Bài khi mà đọc Phật bắt đầu mà cắm rễ rồi á, càng ngày càng đông nhà nhỏ đầu thế kỷ thứ hai, giữa thế kỷ thứ hai, nó dạy ra một cái cuộc tránh lùng hết sức dữ dội. Khi đạo Phật đã bản rễ vào Việt Nam qua một thế kỷ, là cuộc tránh lùng giữa Phật giáo và gió giáo, lão giáo tại trung tâm Ly Lâu hết sức quan trọng. Nhà gió bắt đầu vì nhà nhỏ giáo nó vào Việt Nam trong con đường cải trị, hiểu không? Và như vậy là thành phần tỷ thức cho giả bắt đầu mạt sạc nhà Phật. Khi bắt đầu mà hơi bẹn rệ rồi mà, thì ai là người, ai là người mà phản đối lại đại diện của Phật giáo bây giờ là Ngài Mẫu Tử, là việc tạo phẩm lý học luận giải quyết những vấn đề tranh luận hết sức gay gắt. Thế thì Phật giáo đóng vai trò chức năng như thế nào? Đó, chức năng như thế nào? Các gia sư bây giờ truyền cho những người Việt, và người Việt cái chi thấy nhìn nhận rằng cuộc đời này cùng vô thương khổ dữ lắm, phải không? Và không biết tai họa cái gì sẽ xảy ra, cho nên dần dần kết thân về các nhà sư. Rồi thông qua người Ấn Độ, bạn bè của thương nhà mình mời các nhà sư về nhà người Việt. Đó. Và họ cũng được chứ tổ chức quy y. Đó, có phải làm bạn phải liên kết. Tổ chức quy y và tiếp nhận. Tiếp nhận. Thì cái tín ngưỡng của mình là chứ đá thần. Và buổi đầu người Việt nhìn nhận như vậy. Ông Phật như thế nào? Là như vị thần mà trẻ trở. Rồi á, đạo lý người Việt á, là ông hết sức đơn giản. Là ở hiền gặp lành, gieo gió thì gặp bão, phải không? Còn á, là sự bố thí cúng dường, thì người Việt mình như chi với tấm lòng nhẫn nại cùng giúp đỡ mọi người. Đói lòng ăn nửa trái xin, uống lưng bạc nước đi tìm người thương. Hay không? Quá hay. Một trái xin nhỏ nhỏ thôi, ăn nửa trái thôi, uống một lý bạc nước là uống nửa lý thôi, để người sao lời thật nước có để mà cho. Đó là hành bổ thí rồi chứ tí nữa, phải không? Mà giúp đỡ kẻ nghèo rồi tí nữa. Một miệng khi đói bằng một gói khi no. Mà đạo Phật thì lúc nào
cái pháp đầu tiên Phật dạy cũng dạy bố thí vậy thế. Vì sao mà Phật dạy pháp bố thí đi đến đâu? Cái đạo Phật mình đến đâu phải nói pháp bố thí hết. Cho nên là lục độ trí đầu tiên phải là bố. Bố thí ba la mật. Vì cội rễ của tội lỗi là gì? Tham sân si. Do anh tham anh mới đè ra cái sân, cho con tôi cũng tham. Nè, vì tôi tham nằm gì cố này đẹp, cho nên tôi mà bị diêu chuyện, con cứ thàn ra thôi, ai tâm tôi trí. Nè, nè, ông đó nói đó, mày bị rõ. Tôi thấy cô hình như là thấy cô. Cho nên á, từ cái tham mà hẳn là gấp, hẳn mà dần đến đi, mày bị đọc 12 nhân duyên này, ai thụ hụ. Đó, vì tham, cho nên mày có chi, có vô minh. Là không hiểu rõ. Phải không? Vì tham, khi nào mới dần đến vô. Vô minh là gì? Là không biết, không hiểu. Cô nữa là cô của, đâu phải sở hữu của mình. Mà tự nhiên mình, vì mình biết cho nên tôi cũng tệ lắm quên. Lấn la hỏi tên gì, đâu đại khái như thế. Đi về đường gặp trời mưa, đến nước trung mưa mình dài vô nước, có mà bị ướt hay không? Đứa khác lấn la hỏi xin chỗ điện thoại bên chúa gọi là gió vô minh hết. Mà vô minh là gió đâu? Gió từ tham. Vô minh này, vô minh định gì nữa? Quên rồi, hành. Đó là biểu ra, biểu hiện ra những hành động ha. Bắt đầu về lấy chỗ điện thoại rồi tôi là gọi có ăn cơm chưa đại khái. Rồi vô minh là hành, biểu hiện hành là những hành động sai trái. Hành nó định gì nữa? Thức. Đã bắt đầu mình nhận thức là thức là chi? Nói đến thức là nói đến sự phấn. Biết tôi già quá phải học một xíu nha, để tôi dặn lại cái sự thức là sự phân biệt. Bắt đầu mình ngồi mình nghiên cứu, nhỏ này có cái răng khèn dễ thương này. Cái môi nó truyền như cái hoa nở sống đồng. Nó bắt đầu phân biệt là ai không phải thức, thức là chính nữa. Xác, xác ở đâu mà có thể mặc mùi đó sao? Nhất dạng di da ba khuôn mặt. À, thì nghiên cụ kiện thôi, định xa thì giọng nang kêu, định gần thì giọng người yếu, chị phèo thì chết. Tin nữa, tin nào là xác là định trí. À, lục nhập là đem vào. Bắt đầu dập tắm nghiên cụ kiện. Lục nhập là định trí nữa. Xúc là bắt đầu mà tiếp xúc chứ. Đó. Đó, đứa thầy thầy quái từ băng tay làm sao tâm lý nữ thích coi bòi lắm. Xúc là sự va chạm. Rồi tùy xúc là chi? Hả? Thọ. Thọ là sự cảm thọ. Sự cảm thọ. Khi tiếp xúc đó có ba trường hợp xảy ra. Mình gần là truyền. Một là thích, hai là không thích, ba là nửa thích nửa không. Không thích. Đó. Thọ Phật dạy lỗ thích tôi thọ để như thế nữa. Ái ái sự yêu thương. Bắt đầu nằm ngủ nhẹ nhung, người xa thì nhẹ, gần thì thương. Từ khi mà ái sống rồi là cái gì nữa? Thù là muốn nắm dư. Mà thì thật sự ra của thiên hạ gì ấy chứ, về của chi mình đâu sinh ra. Mà khi mình đã có ái rồi á, là thấy người, là mình muốn nắm giữ người đó bên cạnh. Cho nên là thấy người khác nói chuyện với người khác là tự nhiên nổi bận lên, nóng nảy, bực bội, bức xúc. Thấy người khác chờ cũng chịu. Cho nên tư thù là muốn nắm giữ. Nắm giữ rồi là muốn sở hữu. Hữu là sự hiện hữu, trong 12 nhân duyên hữu là sự hiện hữu. Lúc nào muốn có mặt hết á. Lúc nào muốn có mặt, thầy sợ mất trò, trò sợ mất thầy, thầy đi dạp hết cho con đi theo vậy. Con ngồi ngoài ngang được, định ngồi sáng ngang được, chứ con không ngồi lập đây tí đâu, thầy cho con đi. Đó, ai thụ hữu là như vậy ha. Và cái dư dạy dư tệ, tệ tệ vậy. Cho nên là chi, đạo Phật là đạo đầu tiên đoàn hệ tha. Và như vậy á, cái bổ thí nó ngày nay nó được qua sự tư thiền này, và giúp đỡ người khác, giúp đỡ khác thì á, cái tinh thần người Việt mình là đổi làm ăn nữa. Tại xin ngủ lưng bạc nước đi tìm nè,
Và cuộc đời này là một cuộc đời đi tìm người thương, chẳng ai đi tìm người ghét. Ai mà đi tìm người ghét là dạ. Và như vậy chứ, cái giáo lý bụi đau được truyền đạo vào, ghi đi, giáo lý bụi đau được truyền vào là pháp bổ thí, pháp cúng dường và dự tâm an lạc là bằng cách làm thiện và loại trừ điều ác. Chừng nữa thôi. Cái giáo lý bụi đầu tiên được truyền, được các nha sĩ Ấn Độ truyền cho người Việt mình, đó là bổ thí, cúng dường và dự tâm hướng thiện. Dự tâm hướng thiện. Và chúng ta nên biết rằng cuối thế kỷ thứ 1, tứ tượng đại thừa đã được nảy nở tại Ấn Độ. Và ý tưởng á, nghĩ đi, và ý tưởng Phật giáo đại thừa truyền bá đã được các nhà sư chủ trương truyền đạo đi về hướng Đông Nam Á, đi về hướng Đông Nam Á. Và như vậy đến Việt Nam, tức là xứ Giáo Châu, và đã hình thành nên trung tâm Phật giáo Lý Long, đã hình thành nên trung tâm Phật giáo Lý Long. Và Lý Long trở thành nơi hội tụ các nhà sư Ấn Độ, Tích Lan và các nước khác. Dần dần á, các nhà sứ Ấn Độ mới có đoàn tiểu đi theo thương gia, mới có họ ở theo các nhà cư sĩ thương gia, thì dần dần họ cũng tách dần ra khi trung tâm này thành lập. Họ về trung tâm Lưu Lâu này như là ngôi chùa, họ về chùa ở cả căn nhi thì tại họ. Và nơi đây này các nhà sứ hội tụ thì chi hình thành sự sinh hoạt tăng gia. Trung tâm Lưu Lâu cũng là nơi hình thành sự sinh hoạt tăng gia đầu tiên của nước ta. Tại đây, một mặt các nhà sư sống theo đời sống sinh hoạt tăng gia, là tức là họ cũng có Bồ Tát, không có tùng kinh, và họ không có hành thiền, vân vân, không có niệm Phật, vân vân. Và điểm đáng nói hơn nữa, nó hình thành là toàn những cáo tăng mà đi. Ở đây là thành trung tâm dịch thuật nữa. Ở đây họ ngồi dịch kinh, làm chưa hết ngay. Trung tâm là dịch thuật, tức là dịch cả kinh điển từ chữ Phạn sang chữ Hán. Vì sao dịch từ chữ Phạn sang chữ Hán? Vì cái vùng này là nó đang nằm trực thuộc với cái bị sự quản lý cai trị của phương Bắc Trung Quốc ở Hán, thời Hán. Từ thế kỷ 1 với chính sách đại Hán là đã hầu như đế chế Trung Hoa đã xâm lược nước ta từ rất là sớm ha. Và người Việt mình cũng nói viết chữ Hán không, và nói chữ Hán. Cho nên là chỉ để truyền bá đạo Phật thì họ bắt đầu dịch kinh từ chữ Phạn sang chữ Hán đó. Và như vậy thì trung tâm Lý Lâu này thậm chí cũng có các nhà sứ Trung Hoa cùng vào đây vì có sự giao lưu ha, giao lưu tăng. Tức là Lý Lâu là nó chứa đựng các nhà sứ mắm cổ Trung Hoa, Tích Lan, Ấn Độ, kể cả Việt Nam, nó hỗn hợp ở trong đó, và hình thành nên một trung tâm được xem như là trung tâm dịch thuật. Và như vậy các bộ kinh đại thừa đã được phiên dịch tại đây như Tứ Thập Nhị Chương, Kinh Bát Nhã, Cương Yếu, vân vân, trả lời dưới đây. Cho đến thế kỷ thứ 2 thì tại trung tâm này đã ra đời tác phẩm Lý Hoạt Luận. Thế thì cái trung tâm này nó được hình thành rất là sớm. Vì sao mà ra đây tạo phẩm liệu luận? Như tôi nói đó, đây là một cuộc tranh luận khi mà Phật giáo đã bắt đầu bạn rề
và lan tỏa rất nhanh vì nó phù hợp với tín ngưỡng và đạo lý của cộng đồng người Việt ở bấy giờ đó. Trong khi cái nền tảng giáo lý của Nho giáo và Khổng giáo nó quá khắc nghiệt, vì Nho giáo là học thuyết chính trị, nó dùng để mà cai trị tổ chức thống trị thì rất là chặt chẽ và khắc. Còn trong khi đó, cộng đồng người Việt tiếp xúc một cái luồng văn hóa mới, một nền đạo lý hết sức là đơn giản và không có sự áp bức gì cả, bằng sự tự nguyện, sự hòa bình. Đạo Phật tại đâu thì hòa bình tại đó, từ bi tại đó. Cho nên họ thấy rất là khỏe. Ví dụ như nói bố thí tinh cần khác với người Việt nói mấy câu ca dao tục ngữ nữa là thôi, sao mà ta lại dài rồi. Cho nên á, các vấn đề Phật là ai trong cuộc liệt luôn nghe này, nó giải quyết những vấn đề mà nhà nho, trí thức nhà nho và trí thức nhà lão giáo và gió giáo lão giáo đặt vấn đề tranh luận. Ông Phật là ông nào? Một cuộc đấu đá hết sức là xảy ra. Đạo Phật là gì? Trả lời những câu hỏi đó. Đạo Phật là gì? Ông Phật là ai? Tại sao ông Phật là đã nhập tịch rồi, đã viên tịch rồi, đã nhập Niết Bàn rồi mà ông cứ la con sống sơ sơ là làm sao? Còn á, giáo lý giáo Phật mà ông nói tám tàng chính điển, mà mỗi tàng như vậy mà ông tính là hàng nga hàng triều của ông. Thế thì đó là đồ sanh sử chứ. Kinh điển là phải chấn lý, mới chấn lý thì phải ít thôi chứ. Lập luận như thế. Trong khi lão giả có cuốn Đạo Đức Kinh 37 chương điển, còn mấy ông nói là hàng ngàn xá số. Rồi mấy nhà nhỏ lập luận như vậy cùng giống như là đồ sao băng ngoại gạch vùng, mà nhiều vậy thôi chứ không chấn lý thì ít thôi. Đó, tức là những cuộc tranh luận hết sức gay gắt. Thế thì á, cái tựa đề khống này nè, lý hoặc luận này, nó đã ngâm chữa nội dung mẫu tử. Mẫu tử đã phản bác lại hết, giải thích những cái điều sai lầm, nhận thức sai lầm của giới trí thức giáo dạo, đánh vào Phật giáo. Và trong cuộc lý luận này, nó sẽ giải thích Phật là ai. Ông Phật có khả ông trời hay không? Tỉnh người Việt Nam ấy, chắp tay khẩn vại Phật trời, cầu cho cha mẹ ở đời vậy có. Thế thì ông Phật, người Việt Nam tỉnh người là ông trời. Trong tỉnh người đá thân, các thân thì cái thân to chứ là ông thân, là ông trời. Đó, là ông trời. Cho nên là chuyện lại trời. Gặp cái đa thì thân cái đa, gặp cái diện là thân diện, thân sống. Cho nên là hệ quả là chi? Chúng ta có thân sáng tinh thân thủy thì tinh ngay từ buổi đầu lịch sử hình thành nước Việt Nam mình đó, có 50 dân tộc, có 50 người con lên núi, 49 đứa tinh nguyện về biển, cao một người ở đồng bằng. Thế này nè, nó trả lời Phật là ai thì ông lý học luận á, ông mẫu tử này ông trả lời rất hay. Ông Phật cũng là ông trời, nhưng ông trời khác Phật vào đôi chục. Đại khái để đi sau vô tôi nói rằng chứ nói là láng mang gì lắm, nói là chạy quá chuyện ta nên vô lại đó. Thế thì á, lý học luận là nơi còn nói là trung tâm dịch thuật đầu tiên của Phật giáo nước ta. Nó có hình thành sớm hơn Phật giáo, trung tâm Phật giáo bằng thành và lạc viên của Trung Quốc. Trời mày bị ghi theo sách lý học luận là tác phẩm đầu tiên, tác phẩm Phật học đầu tiên được ra đời ở trung tâm Ly Lâu. Nó đã chứng minh sự hình thành và phát triển Phật giáo Ly Lâu sớm hơn Phật giáo, sớm hơn trung tâm Phật giáo Lạc Thành và Bình Thành ở Trung Hoa. Sớm hơn Bình Thành và vì sao sớm hơn? Theo tài liệu Trần Văn Giáp trong sách Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên, theo sách Trần Văn Giáp
Theo trang mới nhập trong sách là Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến thế kỷ thứ 10, Đạo Phật Đà. Về tin cuốn này mà đọc nha, Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên mà cho đến thế kỷ thứ 10 đã nói Đạo Phật đến nước ta sớm hơn nước Trung Hoa. Trước khi Đạo Phật truyền sang Trung Hoa, chứng minh rằng Đạo Phật đến nước ta sớm hơn trước khi truyền sang Trung Hoa. Mà thực tế này, thực tế là chứ bắt đầu chứng minh này, thực tế Đạo Phật truyền vào nước ta thực chất bằng hai con đường. Đó, bằng hai con đường. Người ta lầm lần kia điểm này này, họ nói dân Trung Hoa, người Trung Hoa thì họ nói họ trực từ người Trung Hoa thì họ nói Đạo Phật truyền đến Ấn Độ, từ Ấn Độ truyền đến Trung Hoa rồi từ Trung Hoa mà qua Việt Nam, họ không có lý của họ, chứ không phải là không. Mình nhưng mà thực tế mình đến trước với visa cho mình có lợi thế bằng đường biển là thực ra Đạo Phật từ Trung Hoa nó vào Việt Nam, mình ảnh hưởng Phật giáo Trung Hoa rồi chứ. Cái Trung Hoa là cái chí hằng nó có trước mình hết. Ví dụ như bây giờ không vậy, nào Hoàng Sa Trường Sa hằng nó họ phát hiện ra trước mình. Cái cách người Trung Hoa là cái ốc banh trưởng lúc nào họ nghĩ đầu tiên hết. Mà thực tế Đạo Phật truyền vào nước ta bằng hai con đường. Một con đường bằng đường biển và hai là con đường bằng đường bộ. Đường bộ là bắt đầu từ đi qua các nước Trung Hạ, và đường thủy thì đi ngang qua Nam Hải. Trong khi đó này, Đạo Phật từ Ấn Độ, ghi câu này mà quan trọng, Đạo Phật từ Ấn Độ, nó các nhà sứ truyền giáo Ấn Độ họ đi bằng đường biển từ phương nam và theo đường bộ từ phương Trường Bạc truyền vào giáo Trần rất sớm. Nước ta là Đạo Phật đều theo đường biển từ phương nam nó đến nước ta, và một mặt cũng có theo đường bộ là từ phương bắc, từ các nước Trung Á họ đi thẳng xuống mình luôn. Có thể còn có một số người đi qua Trung Hoa rồi đến mình, rồi có một số người, nhưng mà thực tế là từ Giáo Châu trong thời kỳ kể kỳ thứ ba thứ tư là rồi từ ba mà cho đến thế kỷ thứ bảy, các gia sứ Việt Nam là đi qua Trường Đạo bên Trung Hoa nữa, làm ngược lại nữa, giống vậy á. Bây giờ các học giả người ta đã chứng minh rõ ra làm ngược lại. Khi Đạo Phật hưng thịnh, các nhà sứ Việt Nam vào rồi đi ngược qua Trung Hoa. Một bằng chứng hệ sức minh bạch là gì? Là sách Thiên Uyển Tập Anh. Đó, bắt đầu quan tâm. Bây giờ tôi sẽ giải quyết vì sao là sứ luôn chứng mà rõ ràng nhất có cái sách Thiên Uyển Tập Anh là có trẻ bị câu chuyện tái tăng thì thôi tôi kể. Sách Thiên Uyển Tập Anh là bộ sự tập thành lớn nhất của Phật giáo Việt Nam. Đó, sách Thiên Uyển Tập Anh là bộ sự, bất cứ cuốn sự nào Việt Nam hiện nay viết đều phải lấy cuốn Thiên Uyển Tập Anh để mà viết hết đấy. Bộ sự này nó làm gần 200 năm mà xong, ghi lại chứ toàn bộ các vị thiền sư, hành tràng các vị thiền sư truyền đạo của các thiền sư Việt Nam mình. Cho nên cái tựa sách nó đã giải quyết phần nội dung này. Thiên Uyển Tập Anh là tính tụ vương thiên đó của Việt Nam. Tu sĩ người Trung Hoa, nhưng mà qua Việt Nam mình nó trả mẹ qua đây làm ăn buôn bán, và ông đi tu luôn. Đi tu lý do vì sao ông đi tu, và trở thành nói tiếng Việt rất giỏi, rất rành, và được xem như là người Việt. Ông là người Trung Hoa, gốc Trung Hoa, nhưng mà là người đứng ra phản đối lại những học giả trí thức Trung Hoa chế ba đạo Phật. Để vô phần mẫu tử nói dây chuyện hẳn liên mạch này cái này.
Pháp Thiên Huyền Tập Anh là một trong những tác phẩm mình minh chứng đạo Phật truyền vào nước ta rất sớm. Và rất sớm bằng chứng sách có chép cái câu chuyện Nga, câu chuyện của ai? Của Thái Hậu Ỷ Lan vào ngày rằm. Ghi đi, cái này hết sức quan trọng, tôi đọc luôn á. Đoạn này tôi đọc cho mình ghi luôn. Sách Thiền Uyển Tập Anh Bộ Sự Tập Thành lớn nhất của Phật giáo Việt Nam đã chép câu chuyện của Thái Hậu Ỷ Lan rồi Nha Lý, Vương Triều Nha Lý, Thái Hậu Ỷ Lan Nha Lý vào ngày rằm tháng 2 năm 1096 đà cúng thỉnh cao tăng nước ta vào hoàng cung, là hoàng cung để thuyết pháp và tổ chức trái tăng cũng như. Tại đây Thái Hậu Ỷ Lan, Thái Hậu Ỷ Lan đã cúng thỉnh các vị cao tăng giải đáp về vấn đề lịch sử truyền thừa đạo Phật hay là Phật giáo, lịch sử truyền thừa đạo Phật vào nước ta từ lúc nào. Đây là một bằng chứng hết sức đúng không, được truyền vào nước ta từ lúc nào, hay nói cách khác đạo Phật được nhu nhập vào nước ta bằng hình thức gì, bằng thời điểm nào. Và xoay xung quanh vấn đề này là họ xung quanh vấn đề này đạo Phật do ai truyền đến nước ta, rồi Phật là ai, ở phương nào đến, rồi tổ của ngài là ai, rồi là giữa Phật và chúng sanh khác nhau như thế nào, vâng vâng, tức là những câu có những câu hỏi như vậy. Thế thì khi mà hỏi đạo Phật truyền vào nước ta từ lúc nào, mà vì sao đạo Phật đã góp phần xây dựng đất nước hưng thịnh như vậy á, thì ai khi hỏi câu hỏi chứ ai là người trả lời? Khi nữa là cả chư tăng nhìn qua nhìn lại ha, và mãi thay có thiền sư Trí Không, là thiền sư Trí Không ông này á, nổi tiếng á, là thống kinh văn lao kinh sự đó, thống kinh văn lao kinh sự ám tường lịch sử các nước hết, và giống tay xin phạt biệt là, và do thống kinh văn lao kinh sự cho nên trong chủng mà tôn vinh ngài là danh hiệu đó là thông biện đó, thông biện, thông biện á, thông biện nghe tới là đủ biết cái ý nghĩa đó, biệt danh là thông biện thế là hiểu thông biện. Thông biện là chi? Do ngài á là ám tường á, thông kinh văn lao địa lý Phật học á thì uyên bác, cho nên được chúng tôn vinh là hiểu là thấm thông biện hay là danh thông biện. Rồi ngài giải đáp như thế nào để cho Thái Hậu Ỷ Lan là tâm phục khẩu phục và chứng minh được đạo Phật truyền vào nước ta sớm hơn Trung Hoa bằng luận cứ gì và dân chứng ra sao? Xin thưa hà hồi phấn giải tuần sau.